Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ năm 24 tháng 8 2017, Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, chuyện hay ý đẹp lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin tiếng thầm con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin tiếng thầm con. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên điểm qua bản tin Công Giáo. Cẩn thận với chứng bệnh Alzheimer thiêng liêng. Các giám mục Kenya kết án bạo lực sau bầu cử, chết vì bầu cử là không thể chấp nhận. Các phép lạ nhỏ đằng sau lòng kính mến Thánh Teresa Lisieux của Đức Francisco. Đội cận vệ Thụy Sĩ sẵn sàng để đối phó với đe dọa khủng bố. Đội cận vệ Thụy Sĩ sẵn sàng để đối phó với đe dọa khủng bố. Ngày 19 và 20 tháng 8 2017, khoảng 450 cựu cận vệ Thụy Sĩ và thân nhân của họ tham dự ngày họp khoáng đại ở Solor, Thụy Sĩ, dịp để vị chỉ huy Christoph Graf cho biết đội đã được chuẩn bị để đối phó với các đe dọa, nhất là đe dọa khủng bố. Sáng Chủ nhật 20 tháng 8, đoàn cận vệ với đội kèn đi đầu đã làm vang rền các con đường của thành phố cổ Solor khi họ tiến vào nhà thờ chính tòa St. Giles và St. Victor. Ngoài khía cạnh gặp gỡ lễ hội và tình bằng hữu giữa các cựu cận vệ, đại hội còn là dịp để họ nêu lên các vấn đề hiện tại, nhất là việc đào tạo về mặt tôn giáo và thiêng liêng cho các cận vệ, và về vấn đề an ninh của Vatican. Ông Christoph Graf, chỉ huy đội từ năm 2015, nhắc lại, các cận vệ không phải chỉ có nhiệm vụ đứng chụp hình với khách du lịch trong bộ đồng phục đẹp mắt, với gươm giáo cổ truyền, nhưng họ còn được đào tạo để thực sự là một đội bảo vệ với các kỹ thuật hiện đại nhất. Một sự đào tạo luôn cần thiết, nhất là khi phải đứng trước các vụ tấn công như vụ tấn công ở Barcelona gần đây. Vị chỉ huy xác nhận, đây không phải là vấn đề thời gian trước khi có một cuộc tấn công như vậy xảy ra ở Roma, nhưng chúng tôi phải chuẩn bị, đội luôn đào tạo để thích ứng với các vấn đề hiện tại. Vì thế, lớp tuyển mộ đầu tiên kéo dài từ 2 đến 4 tháng và cùng hợp tác với cảnh sát vùng Tessin để tổ chức các môn như bắn cung, an ninh sắp lá cà, phòng cháy, các cấp cứu đầu tiên hay các vấn đề pháp lý đều có trong chương trình. Một đào tạo về mặt tôn giáo và thiêng liêng. Theo vị chỉ huy, trong một xã hội càng ngày càng thế tục, thì việc đào tạo về mặt tôn giáo và thiêng liêng cho các cận vệ mang một tầm quan trọng hơn. Chúng ta có thể nói đây là hiệu ứng Francisco, ông Christoph Graf khen ngợi. Rất nhiều ơn gọi chức thánh và tu sĩ đã nảy sinh trong thời gian phục vụ trong đội cận vệ Thụy Sĩ. Có khá nhiều thanh niên trẻ vào đội để tìm một định hướng cho đời của họ, chứ không phải chỉ vì thích đời sống quân đội hay an ninh. Bây giờ đội còn đủ sức thuyết phục các thanh niên trẻ cống hiến 26 tháng trong đời sống của họ để phục vụ Đức Giáo Hoàng. Nhưng trong 10 năm nữa sẽ như thế nào? Vị chỉ huy tự hỏi. Ông không giấu được lo lắng khi đứng trước sự tiến hóa của xã hội, từ hôn nhân đồng tính đến lý thuyết về giống. Đôi khi ông tự hỏi, đâu là tiếng nói của giáo hội và của người công giáo? Cẩn thận với chứng bệnh Alzheimer thiêng liêng. Ngày 20 tháng 8 2017, trong lời nhắn gửi đến các tham dự viên Đại hội Gemini lần thứ 38, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin, nhân danh Đức Giáo Hoàng, đã cảnh giác bệnh Alzheimer thiêng liêng, một bệnh có khuynh hướng làm quên đi quan hệ cá nhân của chúng ta với Chúa. Phong trào hiệp thông và giải thoát tổ chức buổi gặp gỡ, quy tụ mười mấy ngàn người trong vùng vịnh nước Ý. Đức Hồng Y Parolin giải thích, một trong các quan hệ của xã hội hiện nay là vứt loại những gì chúng ta đã có từ trước, xem đây như một gánh nặng vô ích và nặng nề. Điều này có các hệ quả nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, và nó cũng có thể xảy ra trong đời sống tín hữu Kitô. Với chứng Alzheimer thiêng liêng, một loại bệnh quên thiêng liêng,
quên đi quan hệ cá nhân của mình với Chúa. Vì thế, chúng ta không còn tin chắc vào gì, nỗi sợ tấn công chúng ta và chặn đứng từng hành vi của chúng ta. Trở về với tình yêu ban đầu. Để tránh không vướng vào chứng bệnh này, chúng ta phải trở về với những ngày đầu, với tình yêu ban đầu, một tình yêu không phải trên lý thuyết hay của một hiện diện ảo, nhưng là với sự hiện diện của một người. Vì thế phải nhớ lại lịch sử giáo hội và muôn ngàn chứng nhân luôn làm mới lại con đường Chúa đến với chúng ta từ 2000 năm nay. Chúng ta đừng bao giờ quên cái nhìn của Chúa đã đi trước chúng ta. Hàng năm, phong trào Công giáo Hiệp thông và Giải thoát tổ chức ở Rimini một cuộc họp trong tình huynh đệ giữa các dân tộc, quy tụ hàng chục ngàn người về vùng vịnh để tham dự sự kiện này. Năm nay, chủ đề cuộc gặp gỡ là câu của văn hào Đức Goethe: những gì bạn thừa hưởng của cha ông, bạn hãy lấy lại và giữ nó. Các giám mục Kenya kết án bạo lực sau bầu cử, chết vì bầu cử là không thể chấp nhận. Ngày 11 tháng 8, Ủy ban bầu cử độc lập đã tuyên bố Tổng thống Kenyatta thắng 54,27% số phiếu. Người đối lập là ông Odinga giành được 44,74%. Ngay sau đó, tại một số khu vực, bạo lực đã bùng nổ, dẫn đến ít ra là 28 người chết. Chết vì cuộc bầu cử là không thể chấp nhận được. Các giám mục Kenya đã lên tiếng kêu gọi các phe hãy bình tĩnh và sử dụng việc tranh tụng trên tòa, chứ không nên bằng bạo lực. Trong tuyên bố phát hành vào ngày 17 tháng 8, các ngài nói, chúng ta không nên cho phép những điều tương tự xảy ra trong một xã hội dân sự như Kenya. Các đơn vị cảnh sát chống bạo loạn cũng bị tố cáo vì ít nhất có hai nạn nhân đã chết vì các hành động can thiệp của cảnh sát. Đó là trường hợp của một em gái 6 tuổi và một em gái 10 tuổi. Các giám mục lên án các quan chức an ninh đã xử lý dã man với những người biểu tình. Trong khi đó, nhiệm vụ của họ là bảo vệ, chứ không phải một hành động dẫn đến mất mát sự sống một cách đau đớn và làm hư hại tài sản. Các giám mục cảm ơn người dân Kenya đã đi bỏ phiếu, chứng tỏ tinh thần quốc gia và lòng yêu nước. Tin mới nhất cho biết phe đối lập Kenya đã khiếu nại lên tòa án tối cao với lý do có gian lận bầu cử trong các hệ thống điện tử. Tuy nhiên, Ủy ban quan sát quốc tế cho biết họ không ghi nhận có gian lận trầm trọng nào và tin rằng cuộc bầu cử đã diễn ra một cách công bằng. Các phép lạ nhỏ đằng sau lòng kính mến Thánh Teresa Lisieux của Đức Francisco. Rất nhiều lần, Đức Francisco nhắc đến lòng kính mến đặc biệt của mình đối với Thánh Teresa Lisieux và thói quen xin ơn của mình. Ông Federico Wons, tùy viên báo chí thời Đức Francisco còn là hồng y ở Buenos Aires, kể, ngày 7 tháng 8 năm 2010, ông theo ngài đi dâng thánh lễ nhân ngày lễ thánh Cajetan. Hàng năm, hồng y dâng thánh lễ ở đền thánh Buenos Aires và đi bộ để chào giáo dân hành hương. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Bolivia Endeavor ngày 31 tháng 5 2015, ông Federico Wons cho biết, khi đi ra khỏi nhà thờ, hồng y nói ngài có xin Thánh Teresa Lisieux cho ngài một dấu hiệu. Khi nghe ngài nói như vậy, tôi rất nghi và tự hỏi, một dấu hiệu. Ở vùng ngoại vi Buenos Aires, nhà thờ Thánh Cajetan hàng năm thu hút hàng ngàn giáo dân hành hương trong ngày kỷ niệm Thánh qua đời. Ngày 7 tháng 8, thánh lễ được cử hành mỗi giờ và giáo dân xếp hàng chờ hàng giờ để được đến hôn tượng thánh. Là tổng giám mục Buenos Aires, hồng y Bergoglio cử hành thánh lễ, rồi ngài đi dọc hàng dài, có khi dài đến cả 15 lốc nhà để chào, nói chuyện với giáo dân và ban phép lành cho trẻ em. Ông Federico Wons nói, ngày hôm đó, ngài không được khỏe, nhưng ngài vẫn đi. Ngài xin Thánh Teresa gửi cho ngài một dấu hiệu để biết ngài có nên đi hay không. Vì sau thánh lễ, ngài phải đi bộ dài đến 15 lốc nhà. Sau khi dâng thánh lễ, hồng y đi không nổi đoạn đường dài, định đi chỉ 2 lốc nhà rồi quay về trung tâm Buenos Aires. Tuy nhiên, khi ngài đi đến lốc nhà thứ nhì, thì hai người gặp một người đàn ông cao to còn hơn hồng y, mặc áo măng tô đen và để tay phải trong áo. Trước khi họ kịp nhìn nhau, thì người đàn ông lấy trong túi ra cành hoa hồng trắng. Hồng y Bergoglio ngạc nhiên, ban phép lành cho hoa hồng và định tiếp tục đi. Lúc đó người đàn ông nói với hồng y, cha không hiểu gì à, đây là dấu hiệu cha đang chờ đợi. Nói xong, ông mỉm cười và đưa cho hồng y hoa hồng. Khi nghe người đàn ông nói, hồng y vội cầm lấy hoa hồng
và nói với ông Walsh, Federico, Thánh Teresa đã không bỏ cha, cha sẽ đi bộ cho đến hết hàng dài giáo dân chờ. Khi đó người đàn ông biến mất và chúng tôi không gặp lại ông. Khuôn mặt của Hồng Y Bergoglio bỗng thay đổi, cha rạng rỡ và tiếp tục đi đến cùng. Ông Walsh gặp Đức Bergoglio sau khi ngài được bầu chọn. Ngài cho biết, khi là giáo hoàng, ngài cũng gặp những chuyện tương tự như vậy. Một trong những chuyện này là trên chuyến bay từ Sri Lanka đến Manila trong chuyến đi Á Châu của ngài năm 2015. Trên máy bay, ngài đã nhận một bức tranh Thánh Teresa do nữ ký giả Pháp Caroline Pigozzi tặng. Sau khi nhận bức tranh, Đức Francisco nói với các ký giả đi cùng, tôi thường có thói quen, mỗi khi tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, tôi xin Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu lo cho tôi. Xin Thánh Teresa gửi cho tôi một hoa hồng. Trong chuyến đi này, tôi cũng xin Thánh Teresa lo cho tôi và gửi cho tôi hoa hồng. Nhưng thay vì hoa, thì Thánh Teresa đến với tôi. Sau này, nữ ký giả Pigozzi nói với hãng tin CNA rằng bà mua bức tranh này ở chợ trời Paris và đã tự đánh bóng để tặng ngài trong dịp Giáng sinh và trong dịp sinh nhật ngài ngày 17 tháng 12. Tìm cho con xây men tình Chúa để đời con bớt đi lỗi tội. Tìm cho con yêu thương mọi người vì mọi người là những anh em. Cho con luôn mến Chúa yêu người, dành trọn đời cho Chúa mà thôi. Luôn trung kiên vững bước theo Ngài để cuộc đời bớt nỗi sầu lo, bao đau thương dâng trót cho ngài, dệt nên thành khúc hát lời kinh. Lạy Chúa, con yêu Chúa, yêu tất cả đồng loại, yêu mọi người như chính thân ta, như xưa ngài đã từng làm gương, ngài cũng dựa chân cho các công đồ. Điều răn trọng nhất, Matthew chương 22 từ câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giê-xu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-xu để thử người rằng, thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều trọng nhất? Đức Giê-xu đáp, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Điều quan trọng nhất, tin mừng ghi rõ ông thầy thông luật hỏi Chúa Giê-xu không phải để tìm hiểu mà là muốn đánh đố ngài. Có thể ông ta muốn tranh luận với Chúa Giê-xu, nhưng cũng có thể chính ông ta lại bối rối giữa rừng luật nên đem câu hỏi hóc búa đó ra để bắt bí ngài. Dẫu sao, câu hỏi của ông cũng giúp chúng ta ý thức một điều dễ bị lãng quên, bị cuốn hút bởi những nhu cầu thường nhật, bởi những công việc quen thuộc, nhiều khi người ta chỉ hành động theo thói quen, không hề thắc mắc về điều mình đang làm hoặc biết chọn điều quan trọng nhất để thi hành. Thói quen đó nguy hiểm ở chỗ, chúng ta vẫn nghĩ mình đang làm điều tốt, trong khi quá chú trọng đến tiểu tiết và hình thức và coi chúng như điều quan trọng nhất. Đó chính là lối giả hình kiểu biệt phái mà Chúa lên án. Biết đặt câu hỏi về giới răn quan trọng nhất là điều cần thiết, nhưng biết sống giới răn đó lại càng quan trọng hơn. Qua tin mừng, chúng ta đã biết đâu là điều răn quan trọng nhất, nhưng đừng dừng lại ở đó, hãy đem ra thực hành trong cuộc sống. Áp dụng giới răn của Chúa vào nghề nghiệp của bạn
công việc quan trọng nhất của bạn là gì? Đọc lại đoạn cuối của kinh 10 điều răn. 10 điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con mến Chúa yêu người là điều răn quan trọng nhất. Xin cho con biết sống và liên lỉ thực hành giới răn này trong đời sống thường ngày của con. Lạy Chúa, con yêu Chúa, yêu tất cả đồng loại, yêu mọi người như chính thân ta. Như xưa Ngài đã từng làm gương, Ngài phun sương dựa chân cho các phong đồ. Lạy Chúa, con yêu Chúa, yêu tất cả đồng loại, yêu mọi người như chính phân ta. Như xưa Ngài đã từng làm gương, Ngài vui xuống rửa chân cho các sông đồ. Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Truyện hay ý đẹp. Bí tích cao cả. Vào thế kỷ 19, ở Pháp có một giáo sư đại học nổi tiếng tên là Frédéric Ozanam. Ông dạy ở Đại học Sorbonne. Ngoài tài hùng biện xuất chúng và sự thánh thiện tuyệt vời, ông còn là một thanh niên đẹp trai tuấn tú. Ông là bạn thân của cha Lacordaire, một nhà đại hùng biện thời ấy. Cha Lacordaire tin rằng, với tài ba xuất chúng và với lòng đạo đức như vậy, Ozanam có thể trở thành một linh mục tài ba và thánh thiện, và biết đâu lại chẳng trở thành giám mục hay hồng y. Nhưng rồi Ozanam gặp một cô sinh viên nhan sắc và đạo hạnh. Không bao lâu, hai người yêu nhau và cuối cùng đã kết hôn với nhau. Khi hay tin ấy, cha Lacordaire thất vọng, than rằng, tội nghiệp! Thế là Ozanam đã xa vào cạm bẫy mất rồi. Sau 2 năm, cha Lacordaire có dịp vào chầu Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9. Khi gặp cha, Đức Giáo Hoàng trách: ta được biết Chúa Giêsu đã lập ra 7 bí tích, thế mà bây giờ ta nghe nói cha đã thay đổi tất cả. Cha chủ trương Chúa chỉ lập ra 6 bí tích và một cái cạm bẫy. Cha ơi, hôn nhân không phải là cạm bẫy đâu, nhưng cũng là một bí tích cao cả. Ý đẹp. Mỗi người có một ơn kêu gọi, và mỗi bậc sống đều là một ơn kêu gọi của Chúa. Bậc sống hôn nhân hay tu trì đều là cao quý và thánh thiện như nhau, và đều là những đường lối Chúa kêu gọi ta để nên thánh. Lạy cha chúng con ở trên trời. Có một giám mục kia trên đường kinh lý giáo phận ghé thăm gia đình một bà lão. Người ta nói bà là một tấm gương cho cả làng soi chung. Trong khi thăm, vị giám mục hỏi: bà thường hay đọc sách đạo đức nào nhất? Thưa đức cha, con không biết đọc, bà cụ trả lời. Nghe nói thế, vị giám mục tiếp tục hỏi: nhưng bà hay cầu nguyện cơ mà. Thế giám mục đã biết bí quyết của mình,
Bà cụ thật thà thưa: Thưa Đức Cha, con chỉ biết tràng hạt thôi, kinh lạy Cha, kinh kính mừng, kinh tin kính. Một ngày con khởi sự đọc đến 10 lần, nhưng thường thì con không đọc xong. Tại sao thế? Vị giám mục muốn biết. Bà cụ thuật tiếp: Tại vì khi con bắt đầu đọc, lạy Cha chúng con, bỗng không hiểu tại sao Chúa có thể tốt lành đến mức cho phép một bà già hèn mọn như con được gọi Ngài là Cha. Điều đó làm cho con phải khóc, và rồi con không thể nào đọc tiếp hết chuỗi được. Nghe thuật lại kinh nghiệm trên, vị giám mục khuyến khích: À, này bà cụ, đó là lời cầu nguyện trị giá bằng tất cả những lời cầu nguyện của chúng tôi. Bà cứ tiếp tục và luôn cầu nguyện theo câu đó. Ý đẹp. Ước gì kinh lạy Cha giúp chúng ta có ý thức thật sâu đậm về sự thật, đó là Thiên Chúa là Cha chúng ta, như bà cụ đơn sơ trong câu chuyện trên đã cảm nghiệm được, đồng thời giúp chúng ta sống và thực hành những gì chúng ta luôn miệng cầu khẩn trong kinh lạy Cha. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Vào khoảng năm 1850, họa sĩ tài ba người Hoa Kỳ là Jim McNeil Whistler đang còn là một thanh niên đầy nhiệt huyết. Mặc dù có tâm hồn nghệ sĩ, Whistler cũng đăng ký vào trường đại học quân sự. Người ta kể lại rằng khi giáo sư ra đề tài vẽ về một chiếc cầu, dĩ nhiên các sinh viên phải hiểu đây là một chiếc cầu cần được thiết kế cho mục tiêu quân sự. Thế nhưng, tâm hồn nghệ sĩ của Whistler đã không đếm xỉa gì đến khía cạnh quân sự. Anh vẽ một chiếc cầu thơ mộng bắc qua một mỏm núi thơ mộng. Dọc theo hai bên bờ sông là một thảm cỏ xanh tươi. Nhưng thơ mộng hơn nữa là có hai em bé đứng câu cá trên chiếc cầu ấy. Ông giáo sư không đồng ý chút nào, nên đã ra lệnh cho anh phải bôi đi hình ảnh của hai đứa bé. Viên sĩ quan bèn di chuyển hai cậu bé từ chiếc cầu xuống thảm cỏ bên bờ sông. Lần này ông giáo sư lại càng giận dữ hơn. Ông quát tháo âm ỉ: Tôi đã bảo anh phải cất chúng ra khỏi bức tranh. Nhưng con người có tâm hồn nghệ sĩ xem chừng như không thể vẽ cảnh thiên nhiên mà thiếu bóng dáng của con người.
không được sáng tạo theo ý muốn của mình, Whistler bèn vẽ hai cái mộ trên thảm cỏ chọc theo dòng sông và muốn giáo sư hiểu ngầm rằng anh đã chôn hai cậu bé trong hai cái mộ ấy. Chiếc cầu được bắc qua dòng sông để nối liền hai bờ sông, và chiếc cầu nối liền hai bờ sông là để cho con người ở hai bên bờ sông được liên lạc với nhau. Thiếu sự đi lại của con người thì chiếc cầu trở thành vô nghĩa. Chúa Giêsu là chiếc cầu nối liền trời cao và đất thấp, nơi Ngài, con người và Thiên Chúa gặp gỡ nhau. Chỉ trên chiếc cầu của Đức Kitô, con người mới có thể gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau. Ngài sinh ra trong một gia đình, Ngài lớn lên trong một gia đình, Ngài đến để quy tụ tất cả nhân loại thành một gia đình. Con đường cứu rỗi của Ngài là con đường mở rộng cho tất cả mọi người cùng nắm tay nhau và đi với nhau. Chiếc cầu nối liền Thiên Chúa với con người là chiếc cầu của gặp gỡ, của cảm thông, của yêu thương. Chúng ta chỉ có thể đi về cõi phúc trên chiếc cầu của gặp gỡ, của yêu thương ấy mà thôi. Lạy Giêsu, Chúa biết lòng con yêu Ngài. Lạy Giêsu, Chúa biết lòng con yêu Chúa. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Đường chân gian bóng tối phủ che mịt mờ, cầu xin ơn Chúa dâng vượng qua sông gió. Nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn gian nan, và dắt con đi đến